EU hoãn họp thượng đỉnh vì ca nhiễm COVID-19. Lễ trao giải Nobel 2020 thay đổi vì COVID-19. Hơn 10 triệu lao động nhập cư Ấn Độ phải đi bộ về quê vì COVID-19. Chính phủ Mỹ tạm thoát nguy cơ đóng cửa. Mở đầu bản tin thế giới 360 độ sáng nay là ghi nhận thông tin về nhiều sự kiện quan trọng trên thế giới bị hoãn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU dự kiến diễn ra trong 2 ngày, hôm nay 24 và ngày mai 25 tháng 9 đã phải hoãn lại. Nguyên nhân là do một vệ sĩ của Chủ tịch EU, ông Charles Michel, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trên trang mạng Twitter, người phát ngôn của Chủ tịch Liên minh châu Âu-EU cho biết, ông Charles Michel, quan chức chủ trì hội nghị, đã quyết định hoãn cuộc họp Hội đồng châu Âu, đặc biệt và dời sự kiện này sang đầu tháng 10 tới. Từ đầu tuần trước, ông Michel đã có tiếp xúc gần với vệ sĩ của mình. Hiện Chủ tịch EU đã được cách ly y tế theo quy định và được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Năm 2020 sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1944 lễ trao giải Nobel truyền thống ở Stockholm, Thụy Điển không thể diễn ra như đã định. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sự kiện này sẽ được tổ chức qua truyền hình thay vì trực tiếp tại Stockholm như mọi năm. Quỹ giải Nobel cho biết, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, đây sẽ là năm có 102 trong lịch sử của giải thưởng Nobel, khi các huy chương và chứng chỉ sẽ được trao cho những người đoạt giải một cách an toàn ngay tại quê nhà của họ. Thông báo trên được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Viện Nobel Na Uy thông báo quy mô lễ trao giải Nobel Hòa Bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào tháng 12 tới sẽ bị thu hẹp do tình hình dịch bệnh. Lần gần đây nhất, sự kiện này từng bị hủy tổ chức là vào năm 1944 do Chiến tranh Thế giới thứ hai. Singapore là một trong những quốc gia ở châu Á chịu tác động mạnh cả về y tế và kinh tế vì dịch COVID-19. Đặc biệt, các doanh nghiệp và người lao động tại đảo quốc là những đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên. Vì vậy, để giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua được khủng hoảng trong mùa dịch, chính phủ đảo quốc Sư Tử đã đưa ra nhiều giải pháp như là giảm thuế, hỗ trợ tài chính, đào tạo. Cho tới nay, tổng cộng Singapore đã đưa ra 4 gói kích thích kinh tế lên tới 92,9 tỷ đô la Singapore, tương đương 19,2% GDP của nước này, để giúp các doanh nghiệp và người dân đối phó với tác động của đại dịch COVID-19. Mục đích của các gói kích thích là hỗ trợ việc làm và dòng tiền nhằm giúp các công ty giữ chân người lao động và đào tạo lại họ trong thời kỳ kinh tế xuống dốc. Các công ty cũng sẽ được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện ở mức 25%. Số thuế được hoàn tối đa là 15.000 đô la Singapore cho mỗi công ty. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ việc làm sẽ chi trả 8% thu nhập cho mỗi lao động Singapore trong 3 tháng. Mỗi tháng, mức này không vượt quá 3.600 đô la Singapore. Một chương trình khác đang hỗ trợ tăng lương cho lao động Singapore thu nhập dưới 4.000 đô la Singapore mỗi tháng cũng sẽ thay đổi. Mức trần 4.000 sẽ được nâng lên 5.000 đô la Singapore để nhiều người dân Singapore nhận được lợi ích hơn. Trước tình hình khủng hoảng trầm trọng do đại dịch hiện nay, những giải cứu từ phía chính phủ là vô cùng cần thiết cho cả người dân và doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. Đại dịch COVID-19 tác động tới mọi mặt cuộc sống của hàng chục triệu người lao động nghèo tại Ấn Độ. Theo thống kê sơ bộ, thì đã có hơn 10 triệu lao động nhập cư Ấn Độ bị mất việc và phải đi bộ trở về quê trong những tháng đầu đại dịch. Trong một báo cáo gửi lên Hạ viện Ấn Độ, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Liên bang Ấn Độ, ông V.K. Singh cho biết, đã có khoảng 10 triệu 600.000 người lao động nhập cư Ấn Độ phải đi bộ trở về quê hương khoảng từ tháng 3 tới tháng 6 vừa qua. Con số này bao gồm cả số người mất việc tại các đô thị và trở về quê trong giai đoạn phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Đây là khoảng thời gian Ấn Độ áp dụng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và các phương tiện giao thông công cộng bị đình chỉ hoạt động. Số lượng người lớn như vậy di chuyển trên khắp đất nước gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đã có 81.385 vụ tai nạn xảy ra trong 4 tháng gần đây, trong đó 29.415 người đã tử vong. Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng đã ra hai văn bản cho phép tổ chức các chuyến xe buýt và các đoàn tàu đặc biệt để giúp hàng triệu người lao động nhập cư Ấn Độ có thể trở về quê nhà an toàn. Chuyển sang những lĩnh vực khác. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa thông qua một gói ngân sách bổ sung tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa vào cuối tháng này do cạn kiệt nguồn chi.
Động thái trên diễn ra sau khi Nhà Trắng cùng hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vượt qua được bất đồng để đi đến thỏa thuận nhằm tránh viễn cảnh tồi tệ từng xảy ra vào năm 2018. Trump. Với 359 phiếu thuận và 57 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã nhất trí chuyển dự luật chi ngân sách bổ sung lên Thượng viện phê chuẩn trước khi năm tài chính hiện nay kết thúc vào ngày 30 tháng 9 tới. Khoản chi bổ sung này sẽ giúp chính phủ của Tổng thống Donald Trump tiếp tục hoạt động tới ngày 11 tháng 12, tức là sau khi cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào ngày 3 tháng 11 hoàn tất. Trong dự luật ngân sách bổ sung này, phần lớn các cơ quan chính phủ đều được nhận khoản chi mới. Hiện chưa rõ con số cụ thể của gói ngân sách bổ sung nói trên, song Hạ viện cho biết gần 8 tỷ đô la Mỹ sẽ được chi cho chương trình bữa trưa học đường nhằm hỗ trợ học sinh cũng như những gia đình khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Chính phủ Mỹ hiện chỉ còn một tuần nữa để thông qua gói ngân sách bổ sung vào ngày 30 tháng 9 tới. Thưa quý vị, truyền thông Australia và Nhật Bản vừa đưa tin, Thủ tướng Australia ông Scott Morrison sẽ tới thăm Nhật Bản trong tháng 11 để thúc đẩy quan hệ hai nước dưới thời tân Thủ tướng Yoshihide Suga. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Australia kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Dự kiến trong chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Australia ông Scott Morrison sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà ông Yoshihide Suga với chủ đề trọng tâm là về thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA và củng cố quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang nổi lên là điểm nóng thu hút sự quan tâm của thế giới và quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang rơi xuống điểm đáy trong nhiều năm qua. Trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, hoặc Thủ tướng Suga giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử sớm, thì chuyến thăm của Thủ tướng Morrison sẽ được dời đến tháng 1 năm sau. Thưa quý vị, cuối tuần qua, ông Yoshihide Suga đã có lễ tuyên thệ nhậm chức trước Nhật Hoàng Naruhito, chính thức trở thành Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản. Để chào mừng sự kiện này, một cửa hàng bánh lâu đời tại quê hương Akita của ông đã làm ra loại bánh mới mang chân dung ông Suga. Người dân địa phương rất thích thú với những sản phẩm đặc biệt này. Thông tin thú vị này sẽ khép lại bản tin thế giới 360 độ sáng nay. Những chiếc bánh ngọt Nhật Bản nhân đậu đỏ được nặn hình theo khuôn mặt của ông Yoshihide Suga. Còn đây là bánh quy đặc biệt in hình vị tân thủ tướng. Đây là những sản phẩm mới ra mắt của cửa hàng bánh ra đời từ năm 1922, Kaorudo. Những chiếc bánh có hình khuôn mặt ông Suga khá giống và nó khiến các thực khách của tôi mỉm cười mỗi khi nhìn thấy. Các loại bánh quy có giá 216 yên, tương đương khoảng 50.000 đồng, và một chiếc bánh ngọt tươi có giá 162 yên, tương đương khoảng 35.000 đồng mỗi chiếc. Người thợ phải mất từ 15 đến 20 phút để nặn một chiếc bánh hình ông Suga. Vì vậy, số lượng bán ra của loại bánh này chỉ là 50 chiếc một ngày. Tôi đến đây mua bánh hình thủ tướng để làm quà tặng. Nó thật sự ấn tượng. Tôi nghĩ là loại bánh này sẽ nhanh chóng đi khắp Nhật Bản vì độ hấp dẫn của nó. Ông Yoshihide Suga đã được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản vào đầu tuần trước, sau khi ông Shinzo Abe, Thủ tướng nắm quyền lâu nhất của Nhật Bản, đột ngột tuyên bố từ chức vào tháng trước do sức khỏe của ông ngày càng giảm sút.